Xin chào, Bắc Cạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam. Bắc Cạn có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Cạn, cách thủ đô Hà Nội 162 km. Năm 2018, Bắc Cạn là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 63 về số dân, xếp thứ 63 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 60 về GDP bình quân đầu người, đứng thứ 61 về tốc độ tăng trưởng GDP. Với 327.900 người dân, GDP đạt 9.765 tỷ đồng. GDP bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,20%. Bắc Cạn là một tỉnh miền núi cao, địa hình bị chi phối bởi những dãy núi vòng cung quay lưng về phía đông xen lẫn với những thung lũng. Bắc Cạn là tỉnh vùng núi cao, có địa hình phức tạp, cơ sở vật chất và kinh tế chưa phát triển. Tuy nhiên những năm gần đây tỉnh Bắc Cạn đã có một số bước phát triển đáng kể. Bắc Cạn có thế mạnh phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, nông lâm nghiệp và du lịch. Trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2014, tỉnh Bắc Cạn xếp ở vị trí thứ 57 trên 63 tỉnh thành. Bắc Cạn là tỉnh giàu tiềm năng du lịch bởi sự phong phú của tài nguyên, khoáng sản và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc miền núi Đông Bắc Việt Nam. Hồ Ba Bể là danh thắng thiên nhiên được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1996. Năm 2011 được UNESCO công nhận Ba Bể là khu Ramsar, đây là khu bảo tồn đất ngập nước có tầm quan trọng của thế giới và là một trong 20 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới. Hội Xuân Ba Bể được tổ chức vào tháng riêng âm lịch hàng năm. Căn cứ địa cách mạng ATK Chợ Đồn, một trong những khu căn cứ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Di tích lịch sử Pò Két thuộc xã Văn Học, huyện Na Dì là một căn cứ cách mạng nơi Phùng Chí Kiên và nhiều nhà hoạt động cách mạng của Đảng dừng chân, xuất từ La Hiên, Văn Học đến Ngân Sơn thời kỳ 1931 đến năm 1941. Di tích hầm bí mật Dốc Tiệm và hội trường Chữ U thuộc phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn. Cố Tổng Bí thư Trường Chinh nhờ hầm bí mật này đã thoát hiểm vào năm 1947 trên đường đi công tác tại Bắc Cạn. Chùa Thạch Long nằm bên trong một hang núi đá vôi thuộc xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới. Hang có kết cấu hai tầng thông với nhau gọi là tầng thiên và tầng âm. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, quân đội ta đã sử dụng nơi này làm xưởng sản xuất binh khí. Thác Dọm thuộc xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, gồm một quần thể bãi đá, sông núi Thơ Mộng. Thác là nơi con sông Cầu bị chặn bởi bãi đá lô nhô chạy dài chừng 1 km. Rất thích hợp với loại hình giải trí, vượt, leo núi, cắm trại và trải nghiệm. Khu di tích lịch sử Đà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông nơi Hồ Chí Minh đã tặng lực lượng thanh niên xung phong 4 câu thơ vào năm 1951, không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Ngoài ra phải kể đến những danh thắng nổi tiếng như Động Cuông, Động Hua Mạ, Động Nàng Tiên, Phi A Khao, Thác Nà Đăng, Động Nả Phòng, Động Ba Cửa, Hang Sơn Dương, khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Video đến đây là hết. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.